Gà, chú có mình là Linh đây. Rồi ở cái lúc này em sẽ đến với phải gọi là hình như vẫn là hàng hiếm đúng không? Loại 95 Silver hay còn gọi là loại 95 bạc, nghe rất là đã loại 95 sao còn được Silver, đúng là cái tên. Nhìn nghe là khắm lọ thật. Ấy da, cũng khỏe các bạn. À đúng rồi, dòng này có tăng sát thương nhá. Thế tức là những cái dòng mà Silver hiếm. Ui, nó xếp hàng kìa. Một thằng này. Ui. Ui. Má, thằng nó phá. Đúng. Nó làm cái của Flash rồi đây. À thế là loại hiếm thì những loại kiểu bạc ấy, súng bạc hiếm thì nó sẽ có tăng sát thương em ạ. Đấy, thế là hôm qua là với hồi gì nhỉ? Tôi quên. Hôm nay là nhưng mà hôm qua mình quên mấy cái cầu của gì luôn à. Tối qua đi chơi Noel nó hơi hơi bị kiểu chơi chơi hơi hơi, hơi quá đà hay sao ấy. Ê, được đấy, 5 kill. Cũng khá là ổn. Trời ơi. Xây véo như không vậy. Ồ, được. Được, nói chung là dòng này mình thấy là bắn dễ hơn khẩu qua mình chơi. 8 kill, rồi nhưng mà hết đạn rồi. Ui xời, hết cả đạn luôn. Đá thật. Rồi anh em xem thì nhớ cho mình cảm nhận nhá. Và hình như là chiều nay thì theo gọi là theo tính toán hay là theo số liệu thống kê thì sẽ, anh em sẽ có một clip thực tế nữa. Và đợt gần đây thì mình sẽ cố gắng làm những cái clip thực tế nhiều thường xuyên hơn cho anh em. Để tránh việc anh em phải nhàm chán vì mình chơi truy kích quá nhiều ấy. Nên là hy vọng là anh em có những clip đấy thì anh em cũng ủng hộ và đăng ký và chia sẻ clip giúp mình nhá. Với cảm ơn anh em. 10 kill bắt mấy viên luôn ạ. Đồ nhỏ bốc hơi. Chạy đi đâu? Ủa, mình cứ bắn đấy nhá, mình cứ bắn đấy nhá, cận chiến sau. Ui, đã thật. Nói thật, khẩu này mà thay đạn nhanh hơn tí nữa thì tuyệt vời. Xây nó, chơi đi. Ui, rồi, what? What? Đang sướng đây. Ta kiểu lên đỉnh lắm rồi mà cứ con đầu nhỏ nó vòng vòng đường nào ấy mà không nhìn thấy. Cày ta. Ui. Ui, đường nào không đi mà đi cái đường này. Rồi chúng ta lại tiếp tục. À chết sảng quá, đợi lâu quá kiếm phòng khác rồi. À đúng rồi, hôm qua mình chơi khẩu ấy em ạ. Scar Silver. Thôi nói chung test đam vậy thôi, mình sẽ cận chiến luôn nhá. Cố gắng cận chiến luôn cho nó clip nó đỡ chán. Rồi, ui, hai thằng mày luôn. Ui mà nó ra kìa. Ui mày này mày. Ui 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 trời ơi, bị phát hiện rồi. À, vừa vào nó bị phát hiện rồi. Cái này hình như hôm qua anh Nam chơi thì vậy. Ôi đầu ra vậy đúng. Ôi mình nhiều khi mình cái mát này mình rất là kiểu khó hiểu cái bọn nó chui từ đâu ra nhé. Ôi ba kêu. Ui rồi một góc rồi. Ôi các bạn là khẩu này để so với khẩu Silver ấy thì mình là cái khẩu Scar Silver hôm qua mình chơi ấy. Khẩu này nó đã ưu điểm, mình nghĩ là ưu điểm hơn một chút là à, nó không biết, nó không biết, nó không biết. Mày là một thằng. À chạy đâu, chạy đâu. Chạy, chạy, cái tội. Cái tội thẩm du mà nó chạy. Ui ôi, bốn dao kìa. À khẩu này nó bắn xả đạn nó nhanh hơn anh em ạ. Xả đạn nhanh hơn cái khẩu Scar Silver. Với cả là mình nghĩ là sát thương của nó cũng chỉ ngang ngang nhau thôi, nhưng mà kiểu tốc độ xả đạn nó nhanh hơn với cả độ ổn định nó cao hơn kiểu Ska ấy, nên em sẽ cảm giác nó bắn mạnh hơn nhiều. Rồi cái dòng này thì hình trước. Ui con này, thằng này nó nhảy ghê quá. Rồi nó nốt thằng này đây em ơi, chơi nó đi. Ô mình xin đu ba con heo luôn. Cái dòng này thì mình nhớ không nhầm thì ngày xưa mình có chơi rồi. Chỉ riêng cái khẩu Ska đấy là mình hơi bất ngờ một chút. Bởi vì lần đầu tiên mình cầm bắn nó sướng, nó khỏe. Cơ bản nhìn nó xấu quá thôi, nhìn nó chả có gì hay ho so với những khẩu Ska trước cả. Nếu mà trong trái tim, chiếm gọn trong trái tim mình đó chính là Scarping. Ngày xưa, đấy là từ ngày xưa rồi. Nhưng mà nhắc mới nhớ là lâu lắm mà không chơi Scarping đúng không? Ui đồng thế. Úi giời ơi. Mà chưa bốn thất thanh mày quá. À vừa mới nói xong ạ. Nào mày ra đây cửa hò véo. Này, này, xả đạn nhanh thật. Ui, đây, 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 bỏ lạc, bỏ lạc. Hiện tại đầu game này nhảy vào đầu cũng được 400. À, hang, 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 thít, thít. Má, thằng này nó thẩm du ở đây rồi, thằng này. Nó vào trong thẩm du ở đấy đã, ôi dồi, bếu kìa. Ui, giời ơi. Ui, vẫn chưa chết luôn, khỏe vậy. Ủa chết rồi. Nếu mà theo anh em cảm nhận thì so hai khẩu Scar Silver với khẩu loại 95 Silver thì anh em thích loại nào hơn?
Các bạn mình thấy là dòng Ska thì bắn nó cũng có cái điểm hay của nó anh em. Nhưng mà còn dòng này thì bắn nó, mình nghĩ là mình nếu mà thật sự ra mà nói thì không vẫn thích cầm khẩu Ska thì nó kiểu nó đẹp hơn ấy. Còn này thì nó cứ dị dị nào ấy. Nhìn bằng bằng như kiểu rơi rơi vào đống phân chim ấy. Em hình dung là cái bọn là chim nó ị ra xong rồi một lúc sau rồi kiểu khẩu súng nó rơi vào xong rồi nó khô ấy, để kiểu xít nó khô xong rồi nó chặt phớ như này đấy. Đó là quá trình mà là quá trình làm ra những khẩu súng silver cho anh em chơi. Bảo sao anh em ít chơi với loại này đúng không? Thế là tính ra là có hai loại mà hiện tại mình thấy là có hai loại có tăng sát thương rồi. Ai con béo này mình nó cay mình ra ấy. À, bị núp à? Wow. Ai ui, nồi xin đi luôn này. Kiếp trước tao có không biết làm lầm lỗi gì với mày không? Chạy đi con béo này kia. Ui. Ui nó vẫn đuổi mình này. Mày nghĩ cái gì? Lao. Tao lại sợ mày quá luôn này. Ngu người. Ê, cứu em, bỏ kê, bỏ kê. Đâu xem nó có đội. Mày định cái đội, ủa. Nào giận, ê ui. Một thằng. Heo sao mày? Mình ghét chơi heo lắm. Thực sự là nếu mà mày biết là heo của sao thì mình chả bao giờ mình hóa đâu. Như kiểu bi quá thì mình hóa rồi chứ. Yếu mấy cái chữ. Ủa, em nghe nghe mình giờ mình thích nghe bài này quá nên là anh em sẽ nghe kiểu khi hơi chán mình lúc nào làm clip mình cũng bật cho nghe. Như đoạn này hay mà. Rồi, có cái đồ nhỏ ấy. Hóng 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 ở dưới đấy chứ. Khó lắm anh ạ. Bởi đi săn nhiều quá nên mình rất là cầm cái loại súng này rất khó cận chiến luôn. Trời ơi. Ok. Nó bị lag rồi. Đúng, thịt vào mồm lại phải sơi rồi. Ui. Má, chết chết chết. Kìa. Chạy đi vào đây, mình bảo ok. Ui. À, mình đã định căn để cận chiến mà nó con đồ to hồi sinh ngay đây thì làm ăn gì? À, đi đâu cũng thấy rơi rom luôn ạ. Có nhất thiết phải như thế không? Úi giời kia. Nó cận chiến kia. Ghê quá nhỉ. Ôi mình làm top anh em ơi. Ôi em sẽ đừng quên bỏ lại một like nhé. Phải nhớ đấy mà, dạo gần đây mình kiểu sẽ làm clip thực tế nhiều ấy, nên là hy vọng anh em ủng hộ. Khi nào có clip các bạn mình sẽ cố gắng đầu tư thời gian một chút để cho nó, một là chất lượng video nó cao là một này. Hay là nó cái nội dung gì đấy hay hay. Hoặc là anh em kiểu muốn mình làm về nội dung gì, hay là chôn, hoặc là mình nghĩ là chôn thì hơi khó. Mình không kiểu tuyết người mà thích chôn người lắm ấy. Kiểu mình hiền vãi cả trưởng ra. Ui vãi, nó cầm khẩu DM nó bắn ghê chưa. Chết mấy thằng rồi. Đây là cái chủ đề gì đấy anh em cứ thử gợi ý nhá. Hay làm món ăn này hay là đi chơi. Mình nghĩ là đi chơi thì được. Đi chơi mình rất là thích. Kiểu ngồi nhà chơi điện tử nhiều ấy. Ngồi chơi game nhiều là nó hơi kiểu đuối người. Nên chúng ta phải ra ngoài hóng gió tí. Ui ngon. Cuối cùng mình vẫn đuổi một thằng này. Qua đây qua đây qua đây. Mày qua đây. Ui. Không chết kìa. Ui. Chạy. Má lại không. Em một sao luôn. Ê ê. Ui chạy. Nhanh. Ui mình không nên ra ngoài đâu em. Mình cứ đứng đây thôi. Mình cứ bắn ở gần đây là nó không dám vào. Ai. À mà. Chết rồi chết rồi. Ê, con này khô phết, nó chết được. Ê, ê, chạy, làm gì được nhau, À, nó chạy. Ôi, đùi. Mày. À, mày dám lừa anh, nó lừa rồi. Ủa, thôi xong rồi. Thôi nát rồi, em ơi, để chạy sao rồi. Mình nó gọi hội rồi. Bất kể con mày, kiểu nó cay quá ấy, nó đi qua vòng quay mà nó không bắt được mình ấy. Xong rồi nó lừa mình, nó lừa, nó chạy đi để mình ra ngoài cái chỗ cái cục ấy. Thì nó quay lại. Xếp tiết là mình bắn nó chết luôn. Con đấy chắc cay lắm ấy. Đúng rồi được. Nhiều khi chơi này cũng khá là vui. Nhưng mà khi nào có súng mới nhá. Kiểu mình cầm súng mới thì mình cảm giác nó vui được. Chứ mà mình cầm mấy khẩu súng cũ thì cảm giác nó nả lắm. Nó chẳng muốn chơi ấy. Ở chu kỳ Trung Quốc đợt này còn khiếp mà nó bao nhiêu vũ khí mới cơ. Không biết mà nếu mà cập nhật về Việt Nam
Mình nghĩ một đợt cập nhật phải đến mấy chục chục hai chục vũ khí mới đây em ạ. Cả map mới các thứ nữa. Nên là chúng ta cứ yên tâm là trong thời gian tới thì không sợ là không có súng chơi, chỉ sợ là không có tiền để mà hiến thôi. Phải thật. Xế ngon ra phết ta. Ui bọn nó cận chiến hết rồi, khó quá em ơi. Muốn cận chiến cho là nó clip hay lắm nhưng mà khó. Ui trời ơi. Nó vượt mình vừa bị thằng Deadshot nó ban đét nó vượt chết rồi. Nào đâu, ra đây con vếu. Nó chặn đường mình được cái chắc. Ơ kia kia. À nó nháy em ạ. À tính thế. Ui ôi. Độc lắm. À không biết chạy đâu luôn ý. Cái con đấy có cái vòng bảo vệ rồi, mình bắn không chặn được. Ui thế mà tạm thời hôm nay top thôi chứ còn dính vào phòng nó người, các anh em chơi pro quá. Mình khó đú. Ui ôi. Chết. Ui chết thật. Ôi khi từ clip mình sẽ dừng ở đây nha. Và hy vọng là anh em thích cái series thích cái vũ khí này. Ok. Nhớ like của mình. Chúc em một ngày vui vẻ.